chơi cái gì nữa vậy shop? Chúng ta đang chơi Valorant nè, một trong những cái con game siêu phẩm khác, không phải là Liên Minh Huyền Thoại mà là Valorant. Ủa sao tôi bắn mà không dính nó viên nào mà nó bắn vô đầu tôi không vậy? Mày nó nhái cái gì, nó xạo quá à. Có gì kỳ vậy ta? Nó bắn sao vô đầu tôi không vậy? Hello cô Mỹ Thoa nha, hello shop. Hello Minh Thành, chào em. Tao nhắn nó 8 năm rồi mà nó vẫn chưa có riết tao. Trời gì đâu buồn. Rồi, tại tôi chết quả này tôi làm mất cái speed care rồi giờ đẩy vô sai luôn. Nhưng mà Reyna bên tôi có ban đồ nên là tôi nghĩ không sao, không thua đâu. Coi chừng cái cửa sổ, coi chừng cái cửa sổ. Đã nói coi chừng cái cửa sổ. Hay, hay nè. Sấy speed care hay. Còn sofa, sofa ngoài sai chứ đâu nữa. Ôi, back side, take it. Má thua rau này, tôi không biết tôi nói gì với đồng đội tôi luôn á. Hello Thảo Như nha, chào em. Một viên á, bước ra là một viên á. Trời ơi, trời ơi, để cái tâm đúng rồi, biết nó cũng sẽ như trẻ như chậm rồi. Mà mình bắn hồn chứ. Trời ơi, để cái tâm đẹp luôn á chứ. Mà bắn bị hột xui xui. Hello cô Hoàng Bân nha. Chào Hoàng Ly nha, hello em. Đỉnh vậy anh Hiếu. Trời, anh giờ bạch kim rồi chứ đâu có đâu giống như hồi xưa nữa đâu em. Bên ngoài, outside, outside. Ôi trời ơi. Má ơi, cái ông Cypher này, ông bắn tào lao thiệt luôn á. Ông bắt giống tôi. Vậy là cũng giết được người đó, hảo em. Ôi, nó thách ổn kìa. Phải. Má bắn vậy mà vô giò nó chứ, cay thiệt. Mày cút, mày ra đây, mày ra nữa là mày chỉ có cút. Cái gì nãy Hiếu bắn vậy mà vô giò chết á. Sao vậy My Fan? Đi đâu vậy? Má lại hụt nữa, cay ghê chưa? Đã với chúng tôi. Chết rồi, quả này Hiếu cầm ớt thì làm sao mà. Sorry guys.
tôi không làm được gì nữa, tôi bắn chết con vé mà nó đáp vô trên tay nó có cái rờ đó mà mọi người đép không được á. Hết rồi, Hiếu cũng không biết thủ sao quả đó nữa. Đủ với con vé nó không bao giờ nó vô sai được hết. Nhưng mà bên mình phòng thủ sao vậy? Trời ơi, vậy mà không chết hả? Tôi mất nó luôn cho lẹ. Bi Kepi. Ở đây có táp, chú đi qua không được. Ừ, chết rồi. Ông nào kêu tôi đẩy vậy? Ông nào kêu tôi đẩy chi vậy? Nỗi buồn của tem bạn giờ cái quả đẩy đó của tôi xong cái trở thành nỗi buồn của tem mình luôn. Đẩy ra cái lấy ba cái đầu nó nhìn không biết bắn cái đầu nào luôn á. Sẽ bắn vô cái đầu mùi luôn rồi. Hay. Hay. Hay luôn. Hello con Bảo Ghi nha, chào sếp. Vét kiểu mày biết tao đợi ngày này lâu lắm rồi không? Ơi nhưng mà bên nó có cái chiến thuật cái nó để cho con Habo kẻ tường xong cái con Gecko đặt bom từ xa. Nhưng mà xui, nếu mà là con Viper thì ngon hơn Habo nhiều. Mày want to play, let's play. Mày ra đây. Mày ra đây cho tao. Trời ơi, mày chơi bỏ sai như. Nó thấy công sai A hoài, tao không nhuận đổi sai qua bên B nè má. Rồi cúp luôn hai thằng. Habo đẩy, Habo sẽ đẩy lên. Ở đây, tôi nghĩ là Habo sao chủ mình biết nó sẽ đẩy luôn á mà mình bắn nó như cái đầu mùi á. Bên nó biết là tem tôi bị mất cái sự bình tĩnh, hiểu không? Mất đi cái sự bình tĩnh vốn có nên là bên nó đẩy luôn. Má để nó chạy luôn trong khi hai viên của mình, hai viên hát sinh tơ của mình, thợ săn đầu mùi của mình mà bắn vô có một viên thôi mà. Anh hướng tùm lum chứ hướng nội gì. Hướng nội thiệt các em. Cái gì nội dáng đâu đó. Bất ngờ chưa? Trời ơi, giờ sao vô? Habo nó kẻ cái tường vậy rồi sao vô? Kẻ tường ác chiến thiệt, ác chúa luôn. Tự nhiên bị chết là một người sàm địch thiệt. Trời, cái quỷ này nhục chế bơm vô thẳng vào mặt tôi luôn chứ.
body chill. Last player standing. Sao không nào có súng ở đây hết trơn vậy? Má nó chạy cũng không kịp. Nhưng mà quả đó về A được thì tôi cũng không có súng để tôi bắn. Đẩy thôi. Ơ tay. Spike down A. One enemy. Và city, city. Ngủ thôi. Còn 6 tháng nữa lên accident được không anh? Lên được cái nickname, lên được cái lên được cái bỏ nghề, bỏ game luôn các bác. Lên được cùi. Lên được không làm thì không đi hút độc nữa, bỏ nghề hút độc.